cắt giảm sản xuất điện thoại thông minh. Huawei bác bỏ những tuyên bố này, mức sản xuất toàn cầu của chúng tôi là bình thường, không có sự điều chỉnh đáng chú ý nào theo cả hai hướng, một phát ngôn viên của công ty cho biết. Trước đó ít ngày, theo một báo cáo từ SCMP, nhà máy Foxconn được cho là đã ngừng một số dây chuyền sản xuất của điện thoại Huawei do hãng này cắt giảm bớt số lượng đơn đặt hàng đối với dòng điện thoại mới. Thông tin Huawei thu hẹp quy mô sản xuất khi đó được hiểu như một hệ quả tất yếu sau khi công ty bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen, khiến nhiều đối tác cung cấp linh kiện và phần mềm ngưng cấp phép, hỗ trợ. Trong đó, thiệt hại lớn nhất nhất đối với điện thoại Huawei đó là Google ngừng hỗ trợ cập nhật hệ điều hành Android, và công ty ARM ngừng cung cấp kiến trúc chip để Huawei sản xuất vi xử lý Kirin. Trước đó, Huawei đã duy trì vị trí số 2 toàn cầu về doanh số điện thoại thông minh trong quý đầu tiên của năm cùng đà tăng trưởng thần kỳ, đạt 50,3% so với cùng kỳ năm ngoái, với 59,1 triệu thiết bị và chiếm 19% thị phần. Sự tăng trưởng của Huawei thậm chí đe dọa luôn vị trí dẫn đầu của Samsung dù hãng này độc chiếm trong nhiều năm với mức chênh lệch không quá lớn. Dẫu phản bác thông tin cắt giảm sản xuất điện thoại thông minh, song Huawei không thể phủ nhận những khó khăn đang phải đối mặt, đặc biệt là niềm tin của người tiêu dùng quốc tế đối với điện thoại thông minh của Huawei đang bị sứt mẻ nghiêm trọng. Tại các diễn đàn giao vật, trao đổi online, điện thoại Huawei vẫn tiếp tục được giao bán nhiều với mức giá giảm sâu hiện tại một chiếc HUA -E p 30 PZO dù vừa qua sử dụng ít ngày, nhưng giá đã giảm xuống dưới 13 triệu đồng, giá bán tại cửa hàng là 23 triệu, trong khi đó, dòng P20 PZO của năm ngoái đã giảm xuống dưới 6 triệu đồng. Khi vấn đề mới xuất hiện, vẫn còn quá sớm để nói liệu chúng tôi có thể đạt được mục tiêu hay không, ông Giao Minh, chủ tịch một trong những chi nhánh của Huawei khẳng định niềm tin của mình trong bối cảnh khó khăn, trở ngại chỉ khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn, bất kể trong tâm lý hay hành động. Nguyễn Nguyễn